Ngày 27 tháng 8 vừa qua, Atlantic đã có dịp ghé thăm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đồng hành cùng Khoa Khoa học Quản lý tổ chức tọa đàm Nghề Quản lý dành cho các tân sinh viên ngành quản lý công và chính sách. Diễn giả Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch và cũng là người sáng lập tập đoàn Atlantic, chia sẻ về nghề quản lý và tầm quan trọng của việc vạch lộ trình học tập, định hướng công việc sau khi ra trường. Nhiều em lựa chọn ngành quản lý công và chính sách nhưng chưa có sự am hiểu và yêu thích về ngành, thậm chí mông lung không biết ra trường mình sẽ làm gì, bắt đầu từ đâu. Và buổi chia sẻ của Chủ tịch Ngọc Lan thực sự mang lại nhiều ý nghĩa to lớn, đặc biệt vào thời điểm các em tân sinh viên vừa bước chân vào cánh cửa đại học còn gặp nhiều bỡ ngỡ. Bên cạnh đó là sự góp mặt của chị Bùi Hồng Phương, phòng quản lý nhân sự tập đoàn Vingroup, cựu sinh viên ngành quản lý công cũng có những chia sẻ rất bổ ích cho các em tân sinh viên. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học nước ngoài và đào tạo tiếng Anh, Atlantic tin rằng chúng tôi sẽ là người đồng hành tốt nhất cho các em trong chặng đường dài sắp tới. Five star, five star.